Người phụ nữ mang thai 10 tháng, sinh ra một đứa trẻ vô hình, vì không thể nhìn thấy hình dạng của con, nên mẹ đẻ cũng không biết con là trai hay gái. Nhưng sau một hồi thử tìm hiểu, cuối cùng cũng biết mình sinh ra một cậu bé trai. Bà đặt tên cho con trai là Thiên Sứ, vì cậu là món quà ông trời ban tặng. Bố Thiên Sứ là một nhà ảo thuật. Trong một lần biểu diễn biến hình, ông đã vô tình làm mình biến mất hoàn toàn. Từ đó biệt tăm biệt tích, không còn liên lạc nữa. Trên người Thiên Sứ có mùi thơm rất đặc biệt. Từ lúc cậu sinh ra, nhà cậu không cần mua nước hoa nữa, để người khác không phát hiện ra bí mật cậu con trai vô hình. Người mẹ rất ít khi cho cậu mặc quần áo, dù là mùa hè nóng bức hay là mùa đông lạnh giá, Thiên Sứ chỉ ở trần như nhộng, chạy lung tung khắp nơi. Nhờ có mẹ bảo vệ che chở, Thiên Sứ lớn lên từng ngày. Mẹ sợ cậu làm người khác sợ hãi, không bao giờ cho cậu ra ngoài. Nhưng Thiên Sứ nhỏ tuổi, vô cùng tò mò với thế giới bên ngoài, cậu thường ngó ra ngoài cửa nhìn trộm cô bé bằng tuổi ở nhà bên cạnh. Thiên Sứ không nghe lời mẹ nhắc nhở, lén chạy ra ngoài đường, rón ra rón rén lại gần cô bé. Kỳ lạ là cô bé ngồi xích đu bỗng nhiên dừng lại, ngây ra nhìn Thiên Sứ. Hóa ra cô bé là một người mù, nhưng có thính giác và khứu giác nhạy cảm hơn người. Cô bé nhiệt tình chào hỏi Thiên Sứ, cô tên là Mary, muốn làm bạn cùng với Thiên Sứ. Thiên Sứ vui mừng khôn xiết, từ nhỏ tới lớn đây là lần đầu tiên cậu nói chuyện với người lạ. Hai đứa trẻ chạc tuổi nhau giống như một đôi trời sinh, một người không nhìn thấy, một người không được nhìn thấy. Hai người không bị ảnh hưởng vì khiếm khuyết của mình, nhanh chóng trở thành bạn thân. Họ thường cùng nhau chơi trốn tìm, nhưng lần nào Thiên Sứ cũng thua, vì trên người Thiên Sứ có mùi thơm giống như cài định vị GPS, nên rất dễ bị cô phát hiện. Ở cùng Mary, Thiên Sứ lần đầu tiên có cảm giác tồn tại. Để trả ơn cô, Thiên Sứ làm đôi mắt của Mary, kiên nhẫn miêu tả cho cô khung cảnh thế giới xung quanh. Hai đứa trẻ vô tư cố gắng tận hưởng niềm vui và sự tốt đẹp của tình bạn. Mẹ Thiên Sứ bị bệnh nặng, thường xuyên nói chuyện một mình với không khí. Vì khứu giác của bà suy giảm, rất khó tìm được vị trí của con trai. Năm 15 tuổi, Mary nói với Thiên Sứ, cô phải đi đến nơi rất xa. Bố mẹ cô muốn đưa cô đi làm phẫu thuật mắt, có lẽ phải mấy tháng mới quay về. Khi nào mắt cô chữa khỏi, cô sẽ thường xuyên tới thăm Thiên Sứ. Thiên Sứ nghe vậy bắt đầu lo lắng, cậu sợ hình dạng của mình sẽ làm Mary sợ hãi. Mary dịu dàng an ủi Thiên Sứ, dù Thiên Sứ có hình dạng gì, cô cũng sẽ không ghét bỏ. Nhưng vẫn không thể giảm bớt lo âu của Thiên Sứ, vì cậu không có hình dạng gì cả. Mấy ngày sau, Mary thu dọn hành lý rời khỏi thị trấn. Thiên Sứ ngày đêm mong cô quay về, ngày nào cũng sống trong nỗi nhớ nhung. Bệnh của mẹ cậu chuyển nặng, bà sắp phải lên thiên đường. Mẹ cậu qua đời cũng đem hết những dấu vết tồn tại của Thiên Sứ đi. Cậu như một linh hồn không có nhà để về, ngày nào cũng lang thang trong thị trấn, rừng cây, bến nước thành nhà của cậu. Cứ cách vài ngày, cậu lại tới nhà Mary, xem Mary đã về hay chưa. Đợi mãi, 5 năm trôi qua. Một ngày của 5 năm sau, Mary cuối cùng đã về. Cô đã thay đổi rất nhiều, Mary cao hơn cũng xinh đẹp hơn nhiều. Quan trọng hơn là mắt của cô đã được chữa khỏi. Mary vừa về nhà, liền vội vàng tìm đến chủ nhà, hỏi thăm tin tức của Thiên Sứ. Nhưng người làm việc ở đây đều nói không có ấn tượng gì về cậu bé như Mary kể. Dường như Thiên Sứ chưa từng tồn tại. Mary vô cùng buồn bã. Cuối cùng cô cũng có thể nhìn thấy, nhưng lại không thấy Thiên Sứ nữa. Cô không hề biết rằng Thiên Sứ vẫn luôn ở bên cạnh cô. Mary xinh đẹp xuất chúng. Thiên Sứ vô cùng tự ti, cậu không có dũng khí thừa nhận với Mary, nhưng cậu cũng không ngăn được nỗi nhớ. Mỗi đêm khuya vắng lặng, cậu lại lẻn vào phòng của Mary, yên lặng bảo vệ cô. Thấy Mary ngày nào cũng buồn bã không vui, Thiên Sứ để lại cho cô một lá thư, hẹn cô vào rừng gặp nhau. Mary tới khu rừng, làm theo yêu cầu trong thư. Cô ngoan ngoãn nhắm mắt, Thiên Sứ quả nhiên đã tới. Dù 5 năm không gặp, nhưng Mary vẫn nhận ra mùi hương của Thiên Sứ. Thiên Sứ dắt tay Mary, từng bước tiến vào trong phòng. Hai người lâu ngày gặp lại, kích động ôm lấy nhau, cho thỏa nỗi nhớ suốt nhiều năm nay. Để giữ Thiên Sứ lại, Mary chủ động đeo bịt mắt, hy vọng có thể quay về khoảng thời gian trước đây. Nhưng Thiên Sứ không muốn bản thân tước đi quyền được nhìn thấy ánh sáng của Mary. Cậu lấy tấm vải trắng trùm lên người, quyết định cho Mary nhìn thấy mình. Mary tò mò và chờ đợi lật tấm khăn trắng ra, nhưng chỉ thấy trống trơn, chẳng có gì cả. Đến khi hai tay của cô chạm vào cơ thể của Thiên Sứ, cô lập tức kinh ngạc hiểu ra. Mary sợ quá ngất xỉu tại chỗ. Thiên Sứ nhẹ nhàng đắp chăn cho cô, rồi đau lòng rời khỏi căn nhà. Cậu không trách Mary, vì không ai có thể chấp nhận được việc ở cùng với quái vật như cậu. Khi Mary tỉnh lại, xung quanh vô cùng yên tĩnh, hương thơm quen thuộc cũng không còn nữa. Thiên Sứ đã đi rồi. Mary tìm kiếm loạn cả lên, nhưng Thiên Sứ vô hình, chỉ cần cậu muốn trốn thì không ai có thể thấy cậu. Mary nhắm mắt lại, cố gắng tìm kiếm mùi hương của Thiên Sứ. Cô lần mò suốt dọc đường, băng qua đường phố, rừng cây, cuối cùng tới bên hồ. Lúc này Thiên Sứ trốn ở cách đó không xa. Cậu không muốn làm phiền cuộc sống của Mary, để Thiên Sứ phải xuất hiện. Mary bất chấp nguy hiểm, lao mình nhảy xuống hồ nước. Thiên Sứ thấy thế quả nhiên xuất hiện. Hai người ôm nhau leo lên bờ, thề sau này sẽ không rời xa nhau nữa. Họ trú ở một căn nhà nhỏ bên hồ, cùng trải qua thế giới hai người hạnh phúc. Mary để có thể tìm thấy Thiên Sứ nên đã treo vải trắng khắp nhà. Vải trắng bay lên bay xuống mỗi ngày, không phải là gió thổi, mà là hai người đang chơi trốn tìm. Điều hạnh phúc là Mary đã mang thai, hai người đều chờ mong sinh mệnh bé nhỏ chào đời. Mấy tháng sau, Mary sinh được một đứa bé khỏe mạnh. Một nhà ba người cùng chụp ảnh gia đình. Thiên Sứ ôm đứa bé, người ta nhìn vào trông như đứa bé đang bay trên không, nhìn có vẻ vừa ấm áp nhưng cũng vừa kỳ quái. Để nuôi dưỡng con, hai vợ chồng quyết định đi làm. Nhờ có thể chất đặc biệt của Thiên Sứ, Mary trở thành một nhà ảo thuật xuất sắc. Màn ảo thuật bay giữa không trung của cô làm vô số khán giả kinh ngạc. Mọi người đều tưởng cô là tiên nữ giáng trần. Trên thế giới này có lẽ không tồn tại tiên nữ, nhưng Thiên Sứ vẫn luôn tồn tại.
Bộ phim tình cảm kỳ ảo này có tên Thiên Sứ Của Tôi. Cả bộ phim chỉ có 2 diễn viên nữ, thậm chí không cần mời người diễn nam chính, chỉ dựa vào diễn xuất tinh tế của diễn viên để tạo nên một câu chuyện đẹp và cảm động, đúng là rất hiếm có. Các bạn yêu thích có thể tìm xem nhé. Nhớ like và theo dõi bếp để đón xem nhiều phim hay.